Anh có yêu vợ của mình không? Có bao giờ anh nghĩ là anh sẽ đưa vợ của mình đến một nơi thật xa và có một cuộc sống bình yên không? Tại sao em lại hỏi như vậy? Người đang truy sát tôi là má vợ của anh. Nếu như anh yêu vợ của mình và muốn có một cuộc sống bình yên, tránh xa tôi ra. Em đừng có như vậy. Để anh lo cho em có được không?